chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý mời quý vị cùng điệp qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Nhiều cựu chiến binh, thương binh, thời bình đang nỗ lực từng ngày dương lên trong cuộc sống xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Mắc số xuất huyết, nhiều người nhập diện vì chủ quan. Tin Thế Giới, người dân Nhật Bản tăng chi tiêu cho nghỉ hè. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, đoàn cán bộ thành phố Tân An do đồng chí Lê Công Đỉnh, bí thư thành quỹ Tân An làm trưởng đoàn, đến giếng mộ 42 liệt sĩ, đơn vị tiểu đoàn Đồng Nai, hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân mậu thân năm 1968 tại phường 7 thành phố Tân An. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn cán bộ dành một phút mặc niệm thắp hương tưởng nhớ công lao hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc. Được biết, đây là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 42 đồng chí đơn vị tiểu đoàn Đồng Nai ngã xuống trong trận tấn công căn cứ Mỹ, chi khu thành thị xã Tân An đêm mồng 9 tháng Giêng Tết Mậu Thân năm 1968 tại nghĩa trang liệt sĩ một quá kiến tường đã diễn ra lễ cúng dỗ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm các đại biểu danh phúc mặt niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc với nghi thức dỗ truyền thống của dân tộc các đại biểu thành kính chân hương tưởng niệm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Lức, Quỹ ban nhân dân huyện phối hợp với ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ trong không khí trang nghiêm thành kính sau nghi thức dân hương và phút mặc niệm lãnh đạo huyện bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đồng thời hứa sẽ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương dịp này ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tặng 30 xuất quà cho thân nhân các gia đình chính sách có người thân an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quyện, mỗi xuất quà trị giá 600.000 đồng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tại lễ chiến, đoàn đại biểu quyền Đức Huệ đã chân qua chân hương tại Đài Tổ quốc Ghi Công, đồng thời dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dịp này, đoàn đại biểu từ nhiều nơi và đông đảo người dân trong và ngoài quyền đã đến chân hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Huệ lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, xã Tân Phú, Đức Hòa Thượng và Đức Hòa Đông. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe, tri ân những đóng góp của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt này, lãnh đạo quyện đã tổ chức thành 10 đoàn đến thăm 8 mẹ Việt Nam Anh Hùng còn sống, 24 thương binh hạng 1 trên 4 và 40 gia đình chính sách khó khăn. Quyện Đức Hòa là quyện anh hùng, toàn quyện có hơn 6.000 lực sĩ, gần 2.100 thương bệnh binh, trên 8.800 gia đình có công giới cách mạng. Đoàn viên thanh niên tỉnh đoàn Long An và Tổng công ty Lương thực miền Nam đến thăm tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách và cựu thanh niên sung phong trên địa bàn xã Mỹ Thành Bắc và thị trấn Đông Thành. Các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các thương binh, bệnh binh, người có công và cựu thanh niên sung phong sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Thưa quý vị và các bạn, trở về sau cuộc chiến, tỉnh Long An có nhiều cựu chiến binh thương binh còn mang trên mình vết thương chiến tranh. Thế nhưng họ đã và đang nỗ lực dâng lên trong cuộc sống, trở thành những thương binh tàn nhưng không phế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Những bước đi khạp khiển chưa bao giờ khuất phục được ý chí mạnh mẽ của người thương binh này. Dù mất đi một chân khi tham gia chiến trường Tây Nam, nhưng gần 35 năm nay, ông Lẹo chưa bao giờ mặc cảm và đầu hàng với số phận của mình, bởi ông luôn nhớ lời bác Hồ dạy, tàn nhưng không phế thì học tập tốt làm theo bác hồ dạy thôi có tật rồi mình cũng thấy nêu gương đặng cho con cháu sau này mình cũng dáng làm đặng cho nó phát triển kinh tế thêm trong gia đình Hàng chục năm gắn bó với mảnh đất này, ông Lèo luôn được người dân kính nể không chỉ vì ông là thương binh mà còn là tấm gương sáng, luôn nỗ lực dương lên khi xây dựng kinh tế gia đình. Dù được trợ cấp hàng tháng nhưng ông Lèo vẫn miệt mài làm kinh tế để làm điểm tựa vững chắc cho cả gia đình từ từ thì ảnh lãnh lương đó vậy trang trải từ từ cho đây có má đây nè bà già nè Làm phụ thêm má ừ, cho gạo cho đồ ăn tự hào chứ ông xã mình giỏi mình tự hào lắm chứ ảnh giỏi lắm còn đối với thương binh 4 trên 4 này, trở về với đời thường với hai bàn tay trắng, nhưng với ý chí và bản lĩnh của người lính cụ Hồ, ông Lãnh đã dấn thân vào sản xuất, hơn hết là học bác để biết đứng dậy sau khó khăn, thất bại. Nhờ đó mà nên đến nay, gia đình ông Lãnh đã có của ăn của để với hơn 7 hecta chanh. Vì phần khó khăn thì coi như là cái lúc về thì nó khổ lắm. Rồi những chuyện mà người ta thương, người ta coi như là cho mượn tiền, lời dây mua, lời chăm sóc, cố gắng làm làm lên cho có đất đai, chia cho con sống thoải mái. Trở về với cuộc sống đời thường, dù hạn chế về sức khỏe, thế nhưng những thương binh như ông Lèo, ông Lãnh vẫn nỗ lực vượt lên từng ngày để xây dựng gia đình no hạnh phúc, thực hiện theo đúng lời dạy của bác, thương binh tàn nhưng không phế. Xin chuyển sang một số thông tin khác. Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị quyền Tân Trụ có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhật Ninh và xã Bình Lãng, Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị giá cả thức ăn trong chăn nuôi cần bình ổn, đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt, có giải pháp khắc phục tình trạng tuyến đê bao gian sông giảm cỏ tay sụt lúng. Ngoài ra, các vấn đề cung cấp điện trong nuôi tôm, việc sang tên chuyển mục đích sử dụng đất khi đất nằm trong vùng quy hoạch cho dài nặng lãi cũng được các cử tri quan tâm. Tại buổi tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri xã Lạc Tấn cho rằng thời gian qua việc thực hiện cải cách hành chính trên một vài lĩnh vực như thuế bảo hiểm cấp căn cứ công dân còn bất cập thiếu chính xác đề xuất có chế độ thờ cúng mẹ việt nam anh hùng còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế xem xét tăng chế độ cộng tác viên dân số đồng thời cử tri cũng ý kiến về hệ thống cấp thoát nước giao thông không đảm bảo an toàn Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đơn vị huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với cử tri của hai xã Hiệp Thạnh, xã Vĩnh Công. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị các ngành chức năng xem xét qua nguồn điện năng lượng mặt trời vào lưới điện quốc gia để đảm bảo cung cấp điện cho người dân, đề nghị tăng cường lực lượng công an bán chuyên trách cho cấp xã, trang bị kiến thức kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu niên. Ngoài ra, các vấn đề về giao thông, hệ thống thủy lợi cũng được bà con cử tri quan tâm. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, phát triển đô thị phải đảm bảo hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Bám sát định hướng này, những năm gần đây, huyện Cần Duộc đã nỗ lực trong việc xây dựng đô thị, góp phần mang lại diện mạo khang trang, hiện đại và đời sống tốt hơn cho người dân. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương, huyện Cần Duộc tập trung khai thác mọi tiềm năng lợi thế để phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị, dịch vụ và nông nghiệp. Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được huyện quan tâm phát triển đồng bộ. Đến nay, nhiệm vụ quy hoạch Trung đô thị Cần Chuột được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo quy hoạch của tỉnh, giai đoạn từ nay đến năm 2023, Cần Chuột phấn đấu sau năm 2025 sẽ đạt đa số tiêu chí về phân loại đô thị loại 4. Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng chương trình kế hoạch để nâng cấp lên đô thị loại 3 trước năm 2030 cho toàn bộ địa giới hành chính quyền, đặc biệt hướng tới xây dựng huyện trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Dự kiến, thành phố Cần Chuột sẽ có 10 phường và 5 xã trong đó lấy thị trấn Cần Duột hiện hữu là trung tâm để lan tỏa phát triển đô thị ra các khu vực lân cận. Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở cổng cho thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học. Nhưng điểm mới của năm nay là Bộ sẽ chia lệch theo từng địa phương. Cụ thể, thí sinh phải hoàn thành đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống chung trước 17 giờ ngày 30 tháng 7. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, các em nộp lệ phí đăng ký xét tuyển tương tự năm ngoái bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với văn phòng chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học thông qua cổng dịch vụ công quốc gia để tránh hiện tượng quá tải bộ giáo dục và đào tạo phân chia thời gian thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo các tỉnh thành phố nơi thí sinh đã nộp hồ sơ Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài cộng thêm với thời tiết nóng ẩm mưa nhiều khiến các bệnh liên quan đến sốt xuất số huyết tăng mạnh trong những ngày qua. Đáng chú ý qua điều trị thực tế, các bác sĩ gặp tình trạng bệnh diễn biến nặng của người bệnh sốt xuất số huyết như ho ra máu, men gan tăng cao, tràn dịch màng phổi, màng bụng, tụt huyết áp. Trước diễn biến khó lường của bệnh sốt xuất số huyết, các bác sĩ khuyến cáo người dân nếu thấy sốt cao đột ngột cần vào diện khám ngay vì bệnh sốt xuất số huyết có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng đặc biệt với người cao tuổi mắc nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường, huyết áp, tim mạch hoặc phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết thường diễn biến nặng hơn nhiều biến chứng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã phát hiện có trang web giả mạo cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tên miền là dịch vụ công bảo hiểm xã hội.com. Trang web giả mạo có tên miền và giao diện gần giống với cổng dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội tại địa chỉ dịch vụ công bảo hiểm xã hội gov vn để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi giả mạo, tránh gây hiểu lầm cho người dân doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông báo trang web giả mạo, đường link lừa đảo, nêu trên đến Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị khóa chặn và cảnh báo sớm cho cộng đồng mạng theo quy định. Mặc dù chi phí sinh hoạt đang ngày càng đắt đỏ, nhưng nhiều người dân tại Nhật Bản dự kiến chi mạnh tay hơn cho kỳ nghỉ hè năm nay. Đây là kết quả cuộc thăm dò do một công ty nghiên cứu tư nhân tiến hành mới đây với hơn 2.500 người trên toàn Nhật Bản. Cụ thể, những người trả lời khảo sát cho biết, ngân sách dự kiến chi cho kỳ nghỉ hè năm nay của mỗi người tăng trung bình 20% so với năm ngoái, lên 60.146 yên, tức khoảng 425 đô la Mỹ. Đa số người được hỏi có kế hoạch đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài trong năm nay. Khi được hỏi lý do chi nhiều hơn cho kỳ nghỉ hè, nhiều người nói rằng không còn cảm thấy cần hạn chế hoạt động vì đại dịch Covid-19 trong khi đó một số người nên lý do lạm phát làm tăng ngân sách cho mỗi chuyến đi chẳng hạn như chi phí xăng dầu cao hơn theo đơn vị tiến hành khảo sát xu hướng hiện nay thiên về du khách cố cắt giảm chi phí đi lại thay vào đó chi nhiều hơn cho thực phẩm hoặc đặc sản địa phương tại điểm đến Theo dữ liệu của một công ty thăm dò thị trường vừa công bố, mạng xã hội Threads thuộc sở hữu của Meta, gã khổng lồ công nghệ của Mỹ, dường như đang mất dần sức hút sau khi ra mắt hồi đầu tháng này. Cụ thể, dữ liệu của công ty thăm dò thị trường Sensor Tower cho thấy, số người sử dụng nền tảng Threads hàng ngày đã giảm gần 70% so với thời kỳ đầu. Thời lượng trung bình người dùng dành cho Threads là 4 phút, thấp hơn nhiều so với mức 19 phút trong ngày đầu ra mắt. Một báo cáo của tạp chí Forbes cũng cho thấy số người dùng Rest hàng ngày hiện vào khoảng 13 triệu người, giảm hơn 3 lần so với mức 44 triệu người dùng trong ngày 7 tháng 7. Trong khi đó Meta cho biết chỉ trong một tuần sau khi ra mắt vào ngày 5 tháng 7, Rest đã thu hút hơn 100 triệu người đăng ký sử dụng. Khi tung ra Rest, Meta kỳ vọng ứng dụng này sẽ thu hút người dùng Twitter. Tuy nhiên trên thực tế, Twitter vẫn có tới 200 triệu tài khoản đang hoạt động và thời gian hoạt động trung bình của mỗi tài khoản là 30 phút một ngày ban lãnh đạo Meta khẳng định sẽ đưa ra các tính năng mới để giữ chân người dùng trên nền tảng Threads. Nhà sĩ Maya Ackerman là người đã phát triển phần mềm Alicia, phần mềm dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ viết lại bài hát vào năm 2017. Giờ đây, cô đã trở thành chủ tịch điều hành của tập đoàn Wave AI, giúp các nghệ sĩ trẻ viết hàng trăm bài hát mỗi ngày. Wave AI cũng mới ra mắt phần mềm Melody Studio giúp sáng tạo giai điệu từ nền tảng các lời bài hát đã có sẵn. Mục tiêu của cô Ackerman hay nhiều công ty trí tuệ nhân tạo khác là tạo ra một nền tảng kết nối giữa cảm xúc con người với trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của giọng hát trí tuệ nhân tạo lại làm dấy lên những câu hỏi về việc ai sẽ là chủ sở hữu quyền khai thác và đứng tên đối với các bài mà trí tuệ nhân tạo hát. Người viết phần mềm trí tuệ nhân tạo, người sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để tạo ra bài hát hay ca sĩ mà giọng hát bị nhân bản trong bài hát. Ở thời điểm hiện tại, luật về quyền tác giả không bảo vệ giọng hát vì đây không phải là một sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hay khoa học. Đối với các bài hát trí tuệ nhân tạo, chỉ có ngôn từ, điệu nhạc của bài hát có thể nằm trong phạm vi áp dụng của luật bản quyền, chứ không thể là giọng hát giống được sinh ra một cách tự nhiên. dãy trường bạch nằm ở đông bắc trung quốc giáp biên giới triều tiên lâu nay luôn nổi tiếng với loại nhân sâm vô cùng quý hiếm được coi là tiên thảo có các loại cây rất tốt cho sức khỏe chỉ sinh trưởng và phát triển ở núi trường bạch nhân sâm núi trường bạch là loại có linh khí rất cao hình dạng như con người sâm thường mọc ở nơi không nắng không mưa không người qua lại và ở sâu trong rừng nguyên sinh trên núi trường bạch chính vì vậy đào sâm ở núi trường bạch là một nghề vô cùng gian truân bởi việc đào được sâm ở rừng nguyên sinh không hề dễ dàng nghề đào sâm ở núi trường bạch phải theo quy tắc được cổ nhân truyền dạy vào mùa xuân từ sáng sớm khi sương còn chưa tan người dân sẽ tranh thủ vào rừng đào sâm để sâm tươi và thơm nhất thợ đào sâm nhất định không được đi một mình mà phải có người đi cùng cây que đào sâm cũng phải làm từ loại gỗ đặc biệt theo quy định sau khi phát hiện nhân sâm người thợ sẽ bắt đầu đào thực chất là dùng cây que tỉ mẫn bới từng chút đất một cách nhẹ nhàng để tránh làm say sát hoặc đứt rễ sâm sẽ mất dinh dưỡng ngoài ra do quan niệm nhân sâm có thể chạy thở đầu sâm trường bạch còn phải dùng dây giải đỏ gắn đồng tiền trừ tà trừ yêu khí buộc vào thân cây khi đào sâm sau khi đào từng củ sâm được nâng niu cẩn thận phủ một lớp rêu rừng để bảo quản sâm được tươi quy trình khai thác vận chuyển bảo quản đều cần đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt nên hiếm có dòng sâm nào được đánh giá là giữ nguyên hương vị như sâm tươi núi trường bạch phần tin thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi sáng của đài phát thanh và truyền hình long an cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại